Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình Slenderman đây. Đã bao giờ các bạn có một cái mong ước rằng sở hữu thật là nhiều kim cương nhưng mà các bạn không phải tốn một giọt mồ hôi nào chưa? Thì ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn sở hữu thật là nhiều kim cương mà các bạn không cần phải đi tìm, không cần phải làm bất cứ thứ gì, ngồi không một chỗ cũng có kim cương để xài nữa. Đó, và bạn nào muốn biết á thì hãy coi hết video đi, các bạn sẽ biết mình làm như thế nào. Và khi mà coi xong video rồi đó mà các bạn thấy thích video của mình hoặc là các bạn yêu quý mình rồi các bạn thấy video của mình hay thì các bạn chỉ cần việc để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ mình nha các bạn. Còn những bạn nào là fan chân chính của mình á thì khi mà coi video á thấy quảng cáo hiện lên thì các bạn chỉ cần việc là coi hết cái quảng cáo đó từ 15 đến 30 giây là được rồi nha các bạn. Còn không á cứ thấy quảng cáo hiện lên bấm thẳng vô quảng cáo đó để ủng hộ mình một gói mì tôm nha các bạn, để mình sẽ làm nhiều video hay hơn cho các bạn xem. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào để coi coi mình sẽ giúp các bạn có kim cương như thế nào mà không cần phải đào. Vào một ngày đẹp trời nọ, mình đang đi dạo trên đường thì mình nhận được một tin nhắn rằng ông thợ rèn cần gặp mình có việc, và mình lật đật chạy về nhà, chạy về ngôi làng của mình và tìm tới nhà của ông trưởng làng, không biết có chuyện gì đây. Tới nhà của ông trưởng làng rồi, không biết là ông kêu mình có chuyện gì đây không các bạn. Trước tiên để mình ăn cái đã, mình hơi đói rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tới nhà của ông trưởng làng. À, nhà ông trưởng làng rồi. Ông trưởng làng ơi, lâu lắm rồi con mới qua nhà ông, mà sao nhà ông từ lúc mà con đi đến giờ thì nhà ông vẫn y nguyên không khác gì hết, sao nhà của ông không có thay đổi gì hết các bạn à. Và mình đã đi vào và mình lên tới nhà của ông, và mình phát hiện ra một điều rằng ông trưởng làng không có ở nhà, nhưng có một cái rương ở đây, có một cái rương ở đây. Sẽ có chuyện gì đây, hay là nhiệm vụ này sẽ giao cho mình, để mình sẽ coi coi như thế nào. Có 3 viên kim cương, mình sẽ làm gì với 3 viên kim cương này đây? À khoan đã, có một cái bức thư ghi là trưởng làng, để coi coi là cái gì. Ok, nhiệm vụ cho Slend, à là cho mình chế tạo máy khoan kim cương siêu cấp. Máy khoan kim cương siêu cấp là như thế nào? Mình cũng đang suy nghĩ và mình không có biết là cái gì hết. Mình sẽ đọc tiếp. Giúp tìm kim cương cực nhanh. Vậy là cái máy khoan này sẽ giúp cho mình tìm kim cương rất là nhanh. Và ông trưởng làng đã cho mình nguyên liệu, và mình sẽ coi coi nguyên liệu là gì. 3 kim cương. Alright, 3 viên kim cương là, vậy là ông cho mình 3 viên kim cương sẵn rồi. 8 khối redstone. Ok, là 8 khối đá đỏ. Thì cái này cũng dễ tìm thôi. 8 khối bạc. 8 khối bạc thì tìm cũng dễ nhưng mà hơi lâu. Rồi, có kim cương đem về cho ta. Sao ông trưởng làng khôn quá vậy, mình đào được kim cương thì phải cho mình chứ sao đem về cho ổng. Mà thôi dù sao thì ổng cũng đưa cho mình nhiệm vụ mà, có kim cương thì đem về cho ổng đi. Ok, vậy thì bây giờ bắt đầu nhiệm vụ thôi. Sau khi nhận được nhiệm vụ của ông thợ rèn, ở lộn, ông trưởng làng, thì mình đã và đang đi tìm những nguyên liệu mà ổng giao, và nãy giờ thì chưa tìm được. Có lẽ mình nên sử dụng cái la bàn thần thánh này để có thể tìm. À, và mình đang thấy có một cái bạc gần gần ở đây rồi, để mình đào coi. Để mình đào coi coi có bạc hay không. Sau một hồi đào mệt mỏi thì cuối cùng mình đã phát hiện ra ở nơi đây sẽ có redstone, kim cương và ngọc lục bảo, ở phải ngọc lưu ly. Và ở đây đang có, và bây giờ mình sẽ đào tới. Có lẽ mình sẽ nhận được một vài viên kim cương trong khi mình đào đây. Bây giờ thì mình trước tiên là mình sẽ lấy redstone trước. Đó, thấy chưa? Redstone đã xuất hiện rồi. Cái này thì thật đơn giản đối với mình. Bây giờ thì mình sẽ lấy redstone. Redstone thì mình cần khoảng 8 block. 8 block là rất là nhiều, cho nên là phải lấy thật là nhiều. Nhưng mà lưu ý là redstone á, khi mà nó rớt ra thì không phải là rớt một cục, mà nó rớt rất là nhiều nha. Cho nên là redstone thì dễ thôi, quan trọng là bạc kìa. Bạc thì nãy giờ mình tìm chắc cũng được một mớ nhiều. Đây, kim cương, quan trọng là cái này. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đã có kim cương sẵn rồi, mình chỉ đào thêm cho có thôi. Đó, ở đây tại vì mình thấy có kim cương mình thèm quá. Ok, dù sao thì cũng được 4 viên kim cương nữa. Bây giờ thì ơi khoan đã, hình như ở đây nó lại tiếp tục có kim cương nữa rồi nè. Nhưng mà thôi, không cần kim cương nữa, bây giờ chỉ cần redstone thôi. Cố gắng đào thêm một ít redstone nữa rồi đi về là đủ nguyên liệu, sau đó chúng ta sẽ nhận cái thành quả của mình. Sau một ngày đào bới mệt mỏi thì mình quyết định là quay trở về nhà và tìm đánh một giấc cho nó khỏe. Tại vì bây giờ mình đã tìm đủ nguyên liệu rồi, nhưng mà phải cẩn thận vì ở đây đã có những cái con quái vật ở đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ về nhà làm một giấc cho nó khỏe coi. Nhưng mà trước tiên là phải nung mấy cái này lên cái đã. Nung bạc lên đó, để khi mà sáng ngủ dậy thì mình còn có nguyên liệu. Nhưng mà bây giờ thì có một con quái vật đang kiếm mình. Ui ui, mày đâu vậy, mày đâu vậy? Mày mày nè, mày mày nè, đi đâu vậy? Lộn nhà rồi, nhà bên kia kìa, không phải nhà tao đâu. Lộn nhà rồi, mày mày nè.
đi lộn nhà rồi đi chỗ khác đi. Ok, cái con Sike này nó, cái tướng nó đi bị cái gì bạn ơi, chắc nó bị thoái hóa cột sống rồi. Bạn thấy nó đi cái tướng kỳ không? Mày nè, này thì đã còn bộ xương không mà còn thích nhau, thôi bây giờ thì có lẽ là mình nên đi ngủ thôi. Hello zombie, hello, mày chết chưa? Ô, mày chết rồi hả? Tội nghiệp con zombie. Đi cái tướng là thấy là bị cục sống, nó bị thoái hóa rồi các bạn ơi. Nó không có đứng thẳng lên được. Cái lưng nó cứ cong vậy nè. Rồi ok, để coi là cái nguyên liệu đã xong chưa. Rồi sau đó mình sẽ gọi là thành quả của mình. Rồi ok, thành quả của mình bây giờ chưa xong nữa. Lâu quá. Cuối cùng sau một ngày làm việc vất vả thì cuối cùng mình đã nhận được cái thành quả mà mình mong muốn. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy được cái thành quả của mình. Thì ở đây mình đã hoàn thành xong hết tất cả những cái mà ông trưởng làng đã giao cho mình. Thì trước tiên là chúng ta phải quăng ra 8 block bạc. Ok, 8 block bạc. Rồi quăng ở đây, 8 block bạc. Tiếp theo là 8 block redstone. Ok, quăng ra. Tiếp theo. Và cuối cùng đó chính là một cái cây cúp kim cương. Vì đây là máy khoan kim cương cho nên là chúng ta phải có cúp kim cương nha các bạn. Và yeah, các bạn thấy cái gì chưa? Nó đã cho mình một cái quả trứng. Và quả trứng này sẽ làm cái gì? Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy luôn, mình sẽ test thử luôn coi như thế nào thật sự là cái máy này có phải là cái máy khoan kim cương siêu cấp hay là không, và nó có giúp cho mình tìm kim cương nhanh chóng hay không nha. Ok, bây giờ thì có lẽ là mình sẽ ở đây đi. Ở đây mình thấy cái gọi là cái địa thế của nó khá là đẹp nè. Dọn một tí cỏ đi là coi như là ok. Dọn cỏ đi cái đã. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt cái máy này ra. Rồi theo khi mình đặt cái máy này ra rồi thì các bạn có thể thấy được là nó đang có một cái ba cái tia này nó phản chiếu. Đây, ba cái tia này nó đang chiếu nè. Rồi thì cái tia này để làm cái gì? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng tiếp theo quả trứng. Tại vì hồi nãy lúc mình đặt cái này ra, một quả trứng nó nằm trên đây nè các bạn. Đó, mình đã lấy rồi. Lấy lại. Ok. Cái điều ok, và bây giờ thì nó đã bắt đầu hoàn thành rồi các bạn à. Và các bạn có thể thấy là hồi nãy nó có hiện lên là mình cần phải có 2 xô lava. Ồ không, 8 xô lava lận các bạn thấy chưa. Mình cần phải có 8 cái xô lava thì mình mới có thể kích hoạt cái máy này. Vậy bây giờ thì 8 xô lava lấy ở đâu? Thì thực ra 8 xô lava làm gì có. Cheat đi. Rồi ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. Ok, 8 xô rồi. Ý, còn thiếu một xô nữa. Ok, và bây giờ thì các bạn có thể thấy là cỗ máy của mình đã xuất hiện. Đây là cái máy khoan kim cương. Và nó đào cực kỳ là ghê luôn các bạn à. Và cái thành quả của mình là nó nằm ở đây. Các bạn thấy không? Tất cả mọi thứ là nó đều nằm được ở đây. Ok, và bây giờ thì khoan từ mình sẽ lấy một cái rubber ra. Ôi, phải một cái hopper. Một cái hopper và một cái rương đồ. Rồi bây giờ thì để mình khoan để mình coi. À đây rồi, mình sẽ đặt một cái hopper ở đây và một cái rương đồ ở đây. Ok, ở đây. Rồi, đặt vào đây, khoan từ, đặt vào rồi, ok. Thì khi mà nó rớt vào cái hopper này, nó sẽ chuyển qua cái rương cho mình. Ok, và các bạn có thể thấy, bây giờ thì các bạn đừng quan tâm tới là nó như thế nào, mà các bạn có thể thấy là nó đang đào rất là ghê. Nó đào cực kỳ là nhanh luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó đào không? Và tất cả những gì nó đào được đều nằm ở trên cái rương trên kia. Đó, cứ mà coi nó đào để mình quan sát coi cái máy này đó là wow, nó cầm hai cái cây cúp kim cương mà nó đào nhanh như cái máy vậy đó. Mày quên, nó là cái máy mà chứ đâu phải là người đâu. Ok, các bạn thấy nó đào chưa? Nó đào hai block liên tục luôn các bạn ơi. Nó đào một lúc hai block luôn. Wow, nó đào gì ghê vậy? Mày hách à? Ô, nó đào hai block liên tục luôn các bạn. Wow, con này nó hách rồi. Chắc chắn luôn các bạn thấy không? Hai block mà nó đào cơ. Wow, và để coi là nó có thể đào được xuống tới bedrock hay là không nha. Ok, các bạn quan sát nha. Wow, nó đào sâu quá rồi mà nãy giờ mình chưa thấy cái đáy ở đâu hết. Bây giờ các bạn có thể nhìn. Wow, nó đào theo tầng luôn các bạn à. Nó đào theo tầng luôn mới ghê chứ. Tí nữa mình sẽ cho. Wow, các bạn coi nè. Từ tí nữa mình sẽ cho các bạn coi. Bây giờ mình quan sát coi là nó có thể đào xuống tới cái tầng bedrock hay không. Mình chỉ quan trọng cái đó thôi. Ok, mà nãy giờ không biết nó tìm được cho mình kim cương chưa ta. Đúng rồi, mình có cái la bàn thần thánh mà. La bàn thần thánh thì hiện tại bây giờ là chỗ này. Ôi, kim cương nó nè. Ui, bedrock. Ô. Oh.
Ô, nó biến mất rồi các bạn ơi. Vậy là nó không thể nào mà phá được bếp rock rồi. Nó tới cái tầng bếp rock là nó bỏ cuộc rồi. Ok, khá là buồn cho cái cỗ máy này. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Bây giờ mình sẽ bay lên trên và mình sẽ tiếp tục đổi vị trí. À khoan, chúng ta phải coi coi lại được cái gì nữa. Đây là thành quả của mình đây các bạn ơi. Quá trời đá luôn. Toàn là đá thôi chứ không có cái gì làm ngon hết á. Chỉ có mấy cục bạc nè. Trời ơi, cái rương này coi có gì không. Ôi, cái rương này toàn là đá không à. Trời, cái nói chung là cái chỗ này nói chung là nó không có đẹp cho lắm. À, nó không có đẹp cho lắm. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục. What the hell. Từ từ, khoan. Bây giờ mình muốn á, khi mà các bạn xong rồi đúng không, các bạn sẽ phá cái này đi. Phá cái này đi. Rồi ok, nó sẽ trả lại cho bạn các bạn quả trứng. Rồi ok, và bây giờ thì wow, các bạn có thể thấy là nó đang đào theo tầng nữa các bạn không. Đó, tầng tầng lớp lớp, rất là đẹp. Đào kiểu này rất là đẹp, rất là lịch sự. Rồi ok, lịch sự như vậy là được rồi. Rồi bây giờ thì tiếp tục là mình sẽ chọn một cái khu nào. Đây, khu này. Khu này kỳ vậy ta. Khu nào rộng rộng mà đẹp đẹp á. Đây, khu bên này rộng rộng mà đẹp đẹp luôn. Đẹp luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt ra đây. Và ơi khoan, nhầm rồi, chúng ta là đặt ở dưới này nè. Đó. Lưu ý nha các bạn, đặt như thế nào mà làm cho nó có cảm giác là nó chỉa. Đó, nó chỉa như thế này, nhìn cho nó rộng nè các bạn. Where the clear rồi, ok. Bây giờ thì nó sẽ cho mình lại một cái quả trứng. Quả trứng kia đâu rồi ta? Quả trứng kia đâu rồi? Mình đặt cái này ra mà mắc quả trứng luôn hả? Đây đây, quả trứng đây rồi, quả trứng đây đó. Đó, quả trứng này khác nhau nha các bạn. Rồi bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đặt vào giữa chỗ này để coi là nó đào ra như thế nào. Mình sẽ đặt ra rộng ơi là rộng luôn nha. Để có gì nó tìm được kim cương. Ok, đặt cái nào. Let's go. Yeah. Ok, và bây giờ nó rộng ra hơn hồi nãy nè các bạn thấy chưa? Rộng hơn rất là nhiều luôn. Bây giờ nó cần cái nhiêu ta? 17 xô lava. Trời ơi, càng rộng thì xô lava cần càng nhiều nha các bạn. Cho nên là các bạn lưu ý cho mình. Rồi mình cứ quăng ra đi. Nhiều rồi, 6 cái nữa. 1 2 3 4 5 6. Thôi mệt quá. Ok vậy. Lẹ đi. Rồi ok, máy đã kích hoạt và bây giờ nó đào kìa. Các bạn thấy nó đào ghê chưa? Và lần này nó sẽ đào là khác nha các bạn. Nó không có đào cái kiểu mà như các bạn thấy hồi nãy, đó là nó sẽ không có đào cái kiểu mà tầng tầng lớp lớp, mà nó sẽ đào thẳng xuống cái kiểu này luôn. Rồi ok, bây giờ thì khoan đã. Mình sẽ để một cái rubber ở đây, một cái rương ở đây. Rồi ok, phòng hờ thôi. Ok, nó rớt vào rubber nè. Phòng hờ thôi các bạn à. Cái rubber này là mình phải đặt ở đây nè. Đó, nó mới được. Nó mới chuyển vô đây được. Ok. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy là nó bắt đầu đào theo cái kiểu là bằng phẳng hết, chứ nó không có đào theo kiểu tầng hồi nãy nữa. Rồi ok, đây là thành quả của mình. Và các bạn thấy là bây giờ mình đâu có cần phải tốn một bất cứ sức lực nào đâu. Mình chỉ cần dạo chơi xung quanh thôi, tí nữa là mình quay lại là mình có thể là thu hoạch được rất là nhiều các bạn không. Đó, mình đâu có cần phải tốn sức lực nào đâu. Ta. Ui. Chết rồi. Rớt xuống đây rồi, nhưng mà không sao, mình có thể xuống đây mình quan sát được nó đang đào cái gì nha. Đó, các bạn không. Nó rớt ra cái là nó sẽ rớt vô cái rương hết à, nó không có rớt vô mọi người mình đâu, các bạn yên tâm. Tại vì cái máy này nó đã thu, nó hút hết đồ rồi. Đó, bây giờ nó cứ đào nè, đào từ từ thôi. Yeah, đào đi em. Nhưng mà cái này tìm kim cương là phải mất rất là nhiều thời gian, các bạn có hiểu không? Cho nên là mình thì không có thời gian nhiều. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và các bạn nghĩ sao về cái cổ máy gọi là máy khoan kim cương siêu cấp của ông trưởng làng cho mình? Thì các bạn có thể comment ở dưới cho mình biết. Nhớ là comment nha các bạn. Thì nếu mà là fan chân chính thì hãy comment. Rồi và hãy nhớ là để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, đúng không nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.